Chúng ta sẽ đến với đỉnh xuất phát của Lamelan City. Họ vẫn xuất hiện với số 5 Minh Trí, Cao Bùng trung vệ màu số 7, xoay 10 Minh Quang. Đứng trong khung gỗ là môn Bùi Thanh Trung màu xoay 4, Lê Quang Tú số 79, đội trưởng Phú Khắc Nhất màu xoay 7. Và cái tên cuối cùng trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Lý Bảo Đức là số 86 Công Kha. Chúng ta sẽ đến với đội hình của huấn luyện viên Quốc Bảo bên phía thép Việt Thắng. Đứng trong gỗ là Lương Đức Thắng thủ môn màu số 1, cao thủ số 70 Hoài An, Tấn Phát xoay 7, số 4 Hồng Thịnh, đội trưởng màu số 47 Đinh Xuân Sĩ, Huỳnh Văn Hải số 81 và Sao Lợi tiền vệ màu số 93. Và như vậy bóng đã chính thức lăn ở trong hiệp đấu đầu tiên của đối đầu của Lamelan City và thép Việt Thắng. Thưa quý vị, những người ra bóng trước là Lamelan, họ trong trang phục áo xanh, quần xanh tất xanh, là những người bảo vệ phần sân ở phía bên tay phải. Thì hướng quan sát từ màn nhỏ của quý vị, trong đó hướng ngược lại là sự xuất hiện của câu lạc bộ thép Việt Thắng được duy trì cực kỳ ổn định. Qua chuyển hướng tốt, Sao Lợi đồng tác ra khoảng trống, không phải là một quả dứt điểm bằng chân trái đến từ Sao Lợi, mà đó là một đường truyền. Sự dứt khoát chưa đến với cao thủ vàng, nhưng đây là cơ hội rất nguy hiểm khoảng trống. Một cú dứt điểm đưa bóng đi vọt xa trong tình huống vừa rồi của câu lạc bộ thép Việt Thắng, nó đến từ vị trí của Nguyễn Hồng Thịnh. Hậu vệ cánh của thép Việt Thắng đã có một cơ hội rất ngon ăn sau một tình huống lộn xộn được xuất phát bởi đội trưởng Đinh Xuân Sĩ. Nhưng sau đó thì Minh Trí đã kịp cứu bóng. Minh Trí liên tiếp là những đường chuyền lỗi của Lamelan City, họ đối mặt với một tình huống phản công. Đinh Xuân Sĩ, Xuân Sĩ rất đông đội, và như vậy bàn thắng mở điểm đã đến với câu lạc bộ thép Việt Thắng. Thưa quý vị, một tình huống phản công sắc nét. Lần này người đã lập công là Tấn Phát, cầu thủ màu số 27, một nhân tố rất trẻ trung của đoàn quân huấn luyện viên Bảo Lép. 6 phút và một bàn thắng sau 5 cú dứt điểm của đội bóng áo vàng. Phải theo dõi lại tình huống tấn công vừa rồi. Đinh Xuân Sĩ một lần nữa lại xuất hiện với một tình huống phát động tấn công. Bóng xuống đáy và nhà ngược. Có quá nhiều lựa chọn ở trong bóng này khi mà hàng phòng ngự của Lamelan City đã không đủ người. Đây là cơ hội dành cho thép Việt Thắng. Có rất nhiều cơ hội 3-2. Còn đối mặt với bóng rất đau đội nhưng không vào. Một thời cơ vừa bị bỏ lỡ. Và ngay sau đó là cơ hội phát động tấn công nhưng cũng chưa đủ chuẩn chỉnh đến từ cao thủ Lamelan City. Như đã nói thì đây là một trận đấu mà Bùi Thanh Trung sẽ phải gánh chịu rất nhiều những cú dứt điểm của câu lạc bộ thép Việt Thắng. Và vừa rồi là tình huống mà lần thứ 7 trong trận đấu ngày hôm nay, khung thành của Lamelan City phải chịu một cú dứt điểm. Chuyển hướng tốt nhưng vẫn hơi khó trong thứ vừa rồi để tình huống khống chế của tiền đạo bên phía Lamelan City là thành công. Lúc này Lê Quang Tú vẫn là người chơi cao nhất trong hệ thống của Lamelan City. Người ở vòng đấu thứ 7 vừa rồi còn sắm vai là một thủ môn trong hệ thống của Lamelan City. Rất nguy hiểm và thêm một bàn thắng nữa đã đến với câu lạc bộ thép Việt Thắng. Lần này là Hoài An và người đã kiến tạo là Tấn Phát. Tân binh của thép Việt Thắng cũng đã có bàn thắng trong áo mới. Mọi thứ diễn ra với thép Việt Thắng rất đều đặn và êm ả. Tình huống triển khai đến từ tiền vệ trung tâm Sao Lợi. Một quả bóng vào là rất vừa tầm của Tấn Phát. Và đương nhiên thì Hoài An không mắc bất kỳ một sai lầm nào để giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Bảo Lép chẳng cần chơi chiếc nón kỳ diệu vẫn kịp quay vào nhân đôi. Sao Lợi không có những áp lực khiến cho Sao Lợi và cao thủ thép Việt Thắng cần phải chuyển bóng nhanh. Đường chuyền hay, cơ hội vẫn còn gợi với quả nhà ngược. Sao Lợi khoảng trống không vào. Có vẻ như Sao Lợi vẫn chưa nghĩ ra cách ăn mừng để ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Thêm một tình huống xoay cầu nhanh nữa, và đây là tình huống sắp nhập từ vị trí của Hồng Thịnh. Anh đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên và tạo ra quả nhà ngược, nhưng hơi đáng tiếc khi quả đá của Sao Lợi là chưa đủ khó. Xoay cầu hay, có khoảng trống. Xuân Sĩ dứt điểm. Bàn thắng thứ 3 đến với thép Việt Thắng dễ hơn ăn kẹo. Và lần này người lập công là Nguyễn Tấn Phát. Cú đúp bàn thắng của cầu thủ màu số 27 chỉ trong vòng 18 phút thi đấu. Hai ngày thi đấu liên tiếp đang bào mòn thể lực của một đội bóng đang rất mỏng về lực lượng, đó là Lamelan City. Và khối lốp lốc của huấn luyện viên Lý Bảo Đức đã không thể đứng vững
Duy Khánh, Ngọc Hùng, Đức Hiếu và thiếu vắng sự phục vụ Đặng Văn Vĩnh. Còn bây giờ lại là thời cơ, không thể khác được, và Tấn Phát hoàn thành cú hat trick bàn thắng của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đá tấn rồi lại còn phát, và 4-0 dành cho Thép Việt Thắng. Tấn Phát tấn công và giúp cho Thép Việt Thắng của huấn luyện Bảo Lê phát tài. Lần thứ 4 ở trong trận đấu ngày hôm nay mà hàng phòng ngự của Lam Le CT trở nên sụp đổ. Một tình huống mà Cao Bung đã dâng cao, và khi đó thì hàng phòng ngự của cao thủ Lam Le CT tạo ra quá nhiều khoảng trống. Bước đi với tốc độ nhanh, dứt điểm bằng má ngoài đủ hóc hiểm. Bản năng sát thủ của một cầu thủ có khuôn mặt là một hot boy. Đinh Sơ Sĩ. Thêm một tình huống dàn xếp tấn công rất hay nữa của cao thủ câu lạc bộ Thép Việt Thắng, và đó là cú poker đến từ vị trí của Tấn Phát. Hoàn hảo có 7 chữ và Tấn Phát cũng vậy, đúng 7 chữ. 5-0 dành cho câu lạc bộ Thép Việt Thắng. Lần thứ 5 trong chấu này mà hệ thống phòng ngự của Lam Le CT hoàn toàn bị sụp đổ. Tình huống triển khai mang tính hệ thống rất cao của cao thủ áo vàng. Người đã kiến tạo là Hồng Thịnh. Một tình huống mà Hồng Thịnh đã quan sát được bóng rất vừa tầm cho đá băng lên của người đàn em là Nguyễn Tân Phát. Cứ đá như này thì rất có thể Tân Phát sẽ giành vua phá lưới của SPL chỉ trong một trận đấu. Đây lại là một thời cơ. Bàn thắng thứ 6 tiếp tục đến với cao thủ Thép Việt Thắng trong một tình huống mà Lam Le City chỉ còn cách vào lưới nhặt bóng mà thôi. Họ không còn bất kỳ một cái sức chống cự nào cả. Giao bóng, làm mất bóng, phòng ngự để đối phương dứt điểm và vào lưới nhặt bóng. Một kịch bản lặp đi lặp lại trong những thời điểm vừa qua với cao thủ Lam Le City. Một ngày mà thủ môn Bùi Thanh Trung đang là nạn nhân của những máy bắn bóng bên phía Thép Việt Thắng. Dứt điểm, không vào. Thêm một pha tấn công mang sự sáng sủa nữa, và người đã dứt điểm là Phạm Minh Quang. Đúng là Minh Quang đã mang về sự quang sáng dành cho cao thủ Lam Le CT trong nỗ lực dứt điểm vừa rồi. Minh Quang và Phạm Dương Linh đang là hai cái tên chơi tốt bên phía cao thủ Lam Le CT. Minh Nhất, vẫn là Minh Nhất. Tân Phước, pha cài bóng khá kín của Lưu Tân Phước. Lưu Tân Phước qua người mượt, chuyển hướng hay, khoảng trống rất đơn giản với tình huống lập công ở trong thiếu vừa rồi. Quốc Minh tiếp tục điền tên mình lên bảng tỷ số. Đó cũng là bàn thắng thứ 7 của câu lạc bộ Thép Việt Thắng ở trong trận đấu này. Vào sân và chỉ vọn vẹn 3 phút, Quốc Minh là người đã có thể ghi bàn. Đó là bàn thắng thứ 4 của Quốc Minh cho câu lạc bộ Thép Việt Thắng ở trong trận đấu này. Nhưng quả đảo chân Giang Lạc rất mượt mà, và khi mà sự đeo bám của Lam Le CT không còn đủ, không còn khó chịu nữa, thì khoảng trống trước mặt Quốc Minh ở trong thứ ông rồi được tính bằng hecta. Đây là cuộc phản công dành cho Thép Việt Thắng. 3-1, Hữu Thắng. Khoảng trống nhiều quá, Hữu Thắng quá đồng đội, và bàn thắng tiếp theo cũng đã đến với cao thủ Thép Việt Thắng rồi. Bàn thứ 8, và đó là dấu ấn của Lưu Tân Phước. Những cầu thủ vào sân của Thép Việt Thắng đang lần lượt tỏa sáng. Anh không ăn mừng. 3 cầu thủ áo vàng dâng cao trong bối cảnh hàng phòng ngự của Lam Le CT lại tiếp tục trở thành những gã thừa trong khung gỗ. Là sản phẩm của lò trẻ Thái Sơn Nam, đương nhiên phần nào đó cũng từ phong trào đi lên.
Cắt bóng tốt. Vẫn đang còn quá dồi dào thể lực đến từ Thép Việt Thắng. Khoảng trống. Và thêm một bàn thắng nữa rồi. Đó là một tình huống đốt đền. Và có lẽ cũng chẳng còn một lựa chọn nào khác cả. Phá đốt đền của số 27 Phùng Khắc Nhất. Khi mà cao thủ Lam Len CT đang phải thở oxy. Và khi mà oxy chưa kịp lên đến não. Khi mà đang phải căng mình cho mặt trận phòng ngự thì có lẽ họ không tính toán được quá nhiều. Và đó là một tình huống vô tình mà Khắc Nhất đá vào lưới nhà trong nỗ lực phòng ngự của mình. Khó khăn chồng chất khó khăn. Giai đoạn lượt về của đoàn quân huấn luyện viên Bảo Lép. Và đây là Lâm Hải Sơn. Quá bình tĩnh. Hải Sơn không vào. Thép Việt Thắng vẫn chưa buông tha cho Lam Len CD. Hữu Thắng rất nhịp nhàng. Và tiếp tục có bàn thắng dành cho cao thủ Thép Việt Thắng. Tròn trục rồi. Lần này người đã lập công là số 19 Phạm Hoàng Lâm. Hoàng Lâm với bàn thắng vừa rồi thì cũng đã nâng cao thành tích ghi bàn của mình. Cả Hoàng Lâm và cả Minh Chuột, tức là Quốc Minh của Thép Việt Thắng, đều là những người trước vòng này có 3 bàn. Và bây giờ họ đang có 4 bàn. Chỉ kém Trần Xuất đang dẫn đầu danh sách vô số bom Long Củi đúng 1 bàn. Lúc này Long Củi của An Biên đang có được 5 bàn thắng. Ba đánh 2 dành cho, xin lỗi, đây là 4 đánh 2 cơ. Minh Chuột rất đồng đội và chắc chắn đó phải là bàn thắng rồi. Lê Vương Minh Nhất đã có bàn thắng và đó là bàn thắng thứ 11 của Thép Việt Thắng. Và hãy nhìn cái cách mà Lê Vương Minh Nhất đã ôm quả bóng lên. Nó đang cho thấy rằng đoàn quân của huấn luyện viên Bảo Lép muốn thắng càng nhiều càng tốt. Ở trong mùa giải năm nay thì trận thua đậm nhất của Thép Việt Thắng là trận thua 4-7 trước Mimi với khoảng cách 3 bàn. Các trận đấu còn lại thì họ chỉ thua khoảng cách 1 và 2 bàn thắng mà thôi. Khoảng trống trước mặt. Có quá nhiều khoảng trống. Và đó thực sự là một tình huống dạo chơi của Lê Vương Minh Nhất. Bây giờ không chỉ tròn trục mà là tròn tá rồi thưa quý vị. Một tá bàn thắng dành cho Thép Việt Thắng. 12-0. Một tình huống mà nói vui rằng khoảng trống trước mặt của Lê Vương Minh Nhất được tính bằng hecta. Và thậm chí nó có thể được phân lô bán nền. Đây tiếp tục là pha bóng dành cho Lam Len CD. Đây rồi. Có bàn thắng danh dự không? Khoảng trống. Cuối cùng cũng có bàn thắng dành cho Lam Len CD. Bây giờ thì trận đấu mới thực sự được bắt đầu với Lam Len CD thưa quý vị. Người đã lập công không ai khác là Minh Quang, người đã chơi rất nỗ lực ở trong trận này. Nụ cười đã có thể nở trên môi của các cầu thủ và huấn luyện viên Lý Bảo Đức. Một bàn thắng phối hợp tốt. Và người hâm mộ của Lam Len CT thì chỉ bây giờ chỉ có thể nói giá như họ có nhiều hơn những pha phối hợp như vậy nữa. Và giá như mà hàng phòng ngự của Thép Việt Thắng chơi lỏng lẻo như tình huống vừa rồi nhiều lần nữa. Hiệu số lúc này của Thép Việt Thắng đang là dương 3. Họ đang từng bước vững chắc hơn trong cuộc đua trụ hạng. Lúc này thì Thép Việt Thắng đang có 7 điểm, hiệu số dương 3. Và họ đã cải thiện được đáng kể vị thế của mình trên bảng tổng sắp. Và đương nhiên chờ vào sự sẩy chân của những đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Và đúng lúc này thì trọng tài chính ông Trần Ngọc Minh Khoa cũng đã thổi còi khép lại trận đấu của Lam Len CT và Thép Việt Thắng. Một trận đấu rực rỡ của Thép Việt Thắng.